Tiến Dũng chắc là cầu thủ số hưởng nhất trong đội tuyển Việt Nam khi trong năm nay, anh chàng đã rước được cô nàng Khánh Linh về dinh với đám gỏi ấm cúng. Sau đám gỏi, cặp đôi này luôn có những giây phút hạnh phúc và dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào trên khiến dân tình vừa ghen tị, lại vừa bấm cả hai sớm có tin vui. Chúc mừng Tiến Dũng song hỷ lâm môn. Và không để mọi người chờ lâu. Mới đây, Khánh Linh đã đăng tải một hình ảnh dễ thương dìm hàng chồng lên story Instagram. Trong ảnh, Tiến Dũng đang nằm co ro trên chiếc cũi dành cho trẻ con và còn ngậm ngón tay chẳng khác gì con nít. Cô nàng còn đăng tải các sân ngắn gọn, Habibi Dai Ba Ba như ngầm thông báo rằng Tiến Dũng đã lên chức bố rồi nè. Ông bố trẻ con bị vợ dìm hàng. Tấm ảnh ông bố bỉm sữa Tiến Dũng khiến dân tình không thể không thả tim. Này thì tuyển thủ quốc gia lẫy lừng chứ về nhà thì cũng sẽ nghịch, bày trò rồi bị vợ dìm hàng vậy thôi. Dân tình cũng không quên gửi lời chúc mừng chàng cầu thủ đã chính thức lên chức bố. Chưa gì mà nhiều người đã chắc mẩm rằng đây sẽ là một ông bố lầy lội, nghịch ngợm không ai bằng cho mà xem. Cùng bóng Tiến Dũng ra sân nhí nhé. Hai vợ chồng chăm chỉ đi du lịch cùng nhau, dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào.